Trà phấn Nhật bạn ơi. Trời ơi, các cái cây trà phấn Nhật. Bạn thấy cái cây cao khoảng tầm 80 đến 90 phân như này. Nhưng mà chi chít chi chít ạ, rất là nhiều nụ luôn ạ. Cây lá thì láng bóng, đẹp. Các bạn, mà cái gốc của nó rất là to nhá. Hai nữa là cái gốc này trồng nổi lên khá đẹp. Đó, các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây trà phấn Nhật ạ, thì vui lòng alo thật sớm một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Cái thời điểm bây giờ là cũng gần Tết rồi. Cây trà thì đến thời điểm này thì các bạn chỉ cần tưới nước nã thôi. Nếu các bạn có nhu cầu Tết này mà muốn sắm các chậu trà để chơi Tết ạ, thì khuyên chân tình là các bạn nên mua thời điểm này. Thì cái giá nó sẽ rẻ hơn rất nhiều khi mà đến thời điểm Tết các cây bông hoa nó nở hoa rồi. Cộng với nữa là ngay từ đầu vụ như thế này thì sẽ chọn được rất nhiều cây trà đẹp. Còn là nếu mà để cận Tết quá thì là khách sẽ mua chọn hết rồi thì sẽ không còn nhiều cây đẹp nữa. Các bạn thích cây cao ạ, dài, dáng thông thì chọn cây này, hoặc là những cái cây tròn, ngắn ạ, thấp thì có những cái cây này cũng rất là đẹp. Đó. Các bạn có nhu cầu thì alo nhá. Ngoài cái hàng trà phấn Nhật thì nhà mình còn rất nhiều các loại cây trà khác này. Bạch ta, bạch nhật, phấn sen, thâm hồng bát diện, cung đình, lựu điểm tuyết, lựu Nam Định. Cảm ơn các bạn nha.